Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học số 4. Trong bài học số 4 chúng ta sẽ cùng nhau làm một loại đồ uống trà sữa có tên là trà thái xanh. Trà thái xanh là một trong những loại trà rất là phổ biến ở thị trường Việt Nam. Để làm được trà thái xanh chuẩn vị, các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ sau. Đầu tiên là chúng ta nói về nguyên liệu. Nguyên liệu bao gồm trà thái xanh, siêu đường, Cambridge, sữa tươi, nước nóng, đá bi và thạch. Đối với thạch, chúng ta hai loại thạch. Một, các bạn có thể sử dụng thạch xương sáo màu đen, hoặc là chúng ta có thể sử dụng thạch trà xanh. Về dụng cụ, các bạn cần một cái bát, một cái dây, giá lọc, dít đong, cốc, dao thớt. Các bạn cần một số những cái dụng cụ như là thìa và kẹp để lát nữa chúng ta sẽ lấy thạch. Sau khi chúng ta đã có được nguyên liệu và dụng cụ, các bạn cần trải qua 4 bước trong thao tác. Thao tác đầu tiên, các bạn chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu lên bề mặt. Bước tiếp theo, các bạn ủ trà. Trong phòng ủ trà thì đối với trà thái xanh là một loại trà mà rất là nhạy cảm đối với nhiệt độ. Ủ trà khi nhiệt độ ở mức 80 cho đến 83 độ. Các bạn cho trà, cho nước sôi của độ 83 độ. Sau đó các bạn đóng nắp. Đối với cả phần đóng nắp trà thì các bạn lưu ý là không đóng nắp kín, vì khi các bạn đóng nắp kín, trà nó sẽ bị xuống màu, màu nó không được xanh, không được đẹp như bình thường. Sau khi các bạn ủ trà xong, các bạn để trà nguội tự nhiên và chúng ta sử dụng cái cốt trà tự nhiên. Chúng ta không làm nguội bằng đá. Thời gian ủ trà các bạn ủ trong vòng 8 phút. Đồ uống này là pha trực tiếp, cho nên một, khi các bạn đã đong đủ nguyên liệu vào trong này bao gồm sữa tươi, Cambridge và đường nước, các bạn khuấy đều, các bạn đổ trực tiếp sang cốc. Chúng ta sẽ được một phần ở dưới này. Sau khi các bạn đã đổ nguyên liệu hỗn hợp là sữa tươi, sữa rich và đường nước, các bạn cho đá và cho thạch vào bên dưới. Sau khi chúng ta cho đá, cho thạch, chúng ta sẽ đổ phần trà lên trên để chúng ta tạo thành hai lớp. Một là màu trắng, hai là màu xanh. Đây là trường hợp chúng ta phục vụ khách hàng trực tiếp ngồi ở tại quầy của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta phục vụ khách hàng mang đi thì các bạn trộn đều luôn. Sau khi chúng ta đổ trà lên trên, các bạn có thể cắm ống hút và chúng ta phục ngay lập tức. Ở phần này tôi chỉ lưu ý với các bạn là đối với trà, chúng ta để nguội tự nhiên, sau đó thì các bạn đổ lên trên. Đấy là 4 bước tôi hướng dẫn cho các bạn. Và sau đây thì chúng ta sẽ làm từng bước một. Chúng ta sẽ đi vào từng phần chi tiết. Sau khi các bạn chuẩn bị xong nguyên liệu và dụng cụ, chúng ta sẽ làm bước tiếp theo, đó là bước ủ trà. Trong quá trình các bạn đang đợi trà, thời gian đợi ủ trà từ 7 đến 8 phút, chúng ta sẽ đong những nguyên liệu khác. Sau khi thời gian ủ trà là 8 phút và nhiệt độ ủ là 83 độ, các bạn sẽ lấy nước trà. Lấy nước trà bằng cách các bạn lọc bỏ cái bã ra phần nước. Có rất là nhiều cách. Một, các bạn dùng trực tiếp cái lọc của dụng cụ, các bạn lọc.
Cái thứ hai các bạn có thể dùng giá lọc. Cái thứ ba các bạn có thể dùng túi lọc, hoặc là chúng ta dùng màng lọc đặt trên giá lọc. Lưu ý là trà ủ trong vòng 8 tiếng chúng ta phải loại bỏ bã ngay lập tức, không để quá lâu. Trong quá trình ủ các bạn lưu ý là không đặt đậy chặt nắp, luôn phải để hở một chút. Sau khi chúng ta lấy bã trà, các bạn để nước trà nguội tự nhiên. Các bạn có thể dùng trong thời gian là 1 hoặc 3 ngày. Tuy nhiên thì các bạn cần phải đóng chặt trong cái nắp chai la vi, nắp vỏ chai để nó đỡ bị bay mùi hương, mùi thơm. Sau khi các bạn chuẩn bị toàn bộ những nguyên liệu đã sẵn sàng, nước cốt trà, sữa tươi, sữa rich, đường, nước, chúng ta bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, đó là bước pha ra một cốc trà hoàn chỉnh. Trong này chúng ta đã đong rồi đúng không? Bao gồm đường nước, kem rich và sữa tươi. Các bạn trộn đều và cho xuống đáy cốc. Phần tiếp theo các bạn cho đá. Sau khi cho đá các bạn cho thạch xương sáo. Thạch xương sáo có hai loại, một là loại đen, thạch xương sáo màu đen, hai là loại thạch xương sáo màu xanh. Ở trường hợp này chúng ta pha màu đen. Trong phần thạch xương sáo thì chúng ta đã làm từ bài trước. Và phần này chúng ta ứng dụng cái thạch xương sáo để làm trà thái xanh. Đối với cả thạch xương sáo, khi bạn cho vào trong cốc, bạn cắt một lát càng to càng tốt, không để nhỏ quá. Bởi vì với chất lượng làm như thế này, độ dẻo như thế này, các bạn vẫn có thể sử dụng ống hút để hút luôn ở trong, không sợ bị mắc. Các bạn lưu ý nhìn bề mặt của thạch xương sáo, rất là mịn, rất là bóng và có độ mềm vừa phải. Các bạn nhìn này, mềm vừa phải. Cuối cùng là các bạn cho phần nước cốt trà lên trên. Đây là chúng ta làm một ly trà thái xanh của chúng ta. Nếu khách uống trực tiếp, chúng ta sẽ làm hai tầng ngăn như thế này. Còn nếu mà khách chuyển đi, chúng ta màu sẽ không được giữ nữa, nó sẽ khác. Và bây giờ tôi cùng bạn, chúng ta sẽ khuấy xem sự chuyển đổi màu nó như nào nhé. Các bạn với tôi vừa làm xong cốc trà thái xanh rất là đặc biệt. Ở trong phần trà thái xanh các bạn lưu ý hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với vấn đề ủ trà, các bạn lưu ý chỉ ủ trà ở nhiệt độ 83 độ C và thời gian ủ là 8 phút. Việc thứ hai là các bạn không cho đá vào để làm nguội trà, chúng ta để trà nguội tự nhiên và chúng ta làm cốc trà tạo cho trà hai tầng. Về phần ủ trà, các bạn lưu ý thêm đó là để cho trà thái xanh được cái màu nó rất là xanh và mát và đẹp thì các bạn lưu ý là khi ủ trà các bạn cần để hơi một chút hé vung. Chúc bạn thành công.